Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của khối không khí lạnh khô, lúc này miền Bắc trời vẫn khá rét, với mức nhiệt thấp dưới 13 độ ở khu vực đồng bằng và dưới 10 độ ở khu vực vùng núi. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc vẫn chưa có nhiều biến động, mây ít, trời hanh khô và nhiệt độ tăng dần theo thời gian. Cao nhất trong ngày hôm nay ổn định trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ. Lượng ẩm trong không khí giảm thấp nhiều thời điểm trong ngày, chỉ trong khoảng từ 30 đến 45%. Về tối và đêm khi nắng tắt, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm nhanh. Thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ trở lại ngưỡng từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ từ 10 đến 12 độ. Dưới tác động của khối không khí lạnh bổ sung, mưa ở miền Trung có xu hướng gia tăng trở lại. Trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ 22 đến 24 độ. Vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình không mưa trời nắng và nền nhiệt ngày cao từ 24 cho đến 26 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng ráo nên nhiệt độ sẽ cao từ 26 đến 29 độ. Ngày Chủ nhật, thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, trời nắng khô. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên ổn định trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt sẽ từ 30 đến 32 độ. Chiều và tối nay, Nam Bộ tiếp tục đối mặt với đợt chiều cường được đánh giá là cao nhất của năm, với đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vẫn trên mức báo động 3 trong khoảng từ 2 đến 3 ngày nữa. Vì vậy, nhiều khả năng xảy ra tình trạng ngập úng. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, trên khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa còn có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.